Tao cứ tin tin xuống nhờ. Tại sao iPhone nhiều chứ nhờ. Rồi. Ok. Nào về cái chương dây chuyền. Bắt đầu vào chương 3 và chương 4 thì các em phải đọc lý thuyết nó sâu hơn. Vì nó cụ thể rồi, cụ thể và phương pháp rồi. Chương 3 là phương pháp tổ chức xây dựng theo phương pháp dây chuyền. Thì cái biểu đồ tiến độ của nó được thể hiện ở dạng sơ đồ xiên là chính. Nhưng tất nhiên nó vẫn có thể thể hiện được ở sơ đồ ngang và sơ đồ mạng. Thế thì ở đây nó có khoảng 12 bài liên quan tới từ khái niệm đến thông số tiến độ khái niệm rồi là các nguyên tắc tổ chức sản xuất theo phương pháp dây chuyền rồi là phân loại dây chuyền và học quy luật của từng dây chuyền một đấy đấy là cái outline của cái chương này nó là như thế. Hiểu được quy luật của từng loại dây chuyền một, công thức tính định nghĩa nó, đặc điểm của nó như thế nào, như thế nào là dây chuyền nhân hóa, nào là dây chuyền đơn, thế nào là nhịp nhàng, nào là không nhịp nhàng, nhịp bộ đó. Và nhờ cái nguyên tắc khi sản xuất dây chuyền thì ta phải chú ý nguyên tắc gì, khái niệm về phương pháp tổ chức sản xuất xây dựng đó. Thì đấy là một số các cái tại sao trong chat tôi lại thấy có một số bạn lại đang hỏi là học lớp phòng 208 nhờ, hai lớp học hết ở phòng này chứ, 207 chứ, theo lịch của phòng đào tạo là xây dựng 9-10 học hết ở phòng 207 mà. cô ơi, lớp em là số 2D10 là trên lịch trên đào tạo là 208H0 ạ. Em chờ từ lúc 6:45 ở 208 ạ. Không, theo lịch mà tôi nhận được thì là 9-10 học hết ở 207 đó. Thế thì chắc là bên lịch của các em thì nó thế nào đấy, còn lịch của tôi nhận được là 62XD 9-10 học hết ở phòng 207 học chung chứ làm sao mà học riêng rồi em. Phụ đạo này này, phụ đạo riêng cho từng lớp thì chết, tất cả vào học chung, phụ đạo chung với nhau hết. Và cái lịch và bộ môn phân thì tôi nhận được là học ở phòng này, học chung với nhau. Ok, từ các buổi sau các em cũng học như thế này nhá, học hết ở 207 nhá. Chúng ta có lịch là vào thứ năm tiết 1 này và sang thứ bảy tiết 4 nữa đúng không? Và chúng ta có 2 tuần và chúng ta có 4 buổi, 4 tín chỉ, ta có 4 buổi. Lớp mấy người và các bạn vào đây hết đi, chuyển hết đi sang bên này đi. Học phụ đạo chúng ta học chung chuyên giao chương, chung 2 lớp cùng 1 giờ thì cô phân thân rồi. Bên Thế đào rằng tạo nó ghi 208 rồi. đấy chắc là họ làm nhầm đấy. Rồi cũng chưa có gì, tiết 2 cô mới dạy, tiết 1 cô cũng quên lịch rồi. Như vậy là ở chương 2 này thì là toàn bộ vấn đề về dây chuyền. Để mà hiểu một cách tổng quan về dây chuyền thì các em bây giờ các em phải nhớ ra được là cái dây chuyền nó vẽ như thế nào này, nó có những thông số gì, IJ, MN là cái gì này, đúng không? Rồi vẽ được thế nào là nhịp nhàng này, thế nào là không nhịp nhàng này. Thế nào là nhịp bộ đó. Thế thì khi mà mình thể hiện ra được ấy, em nói tôi một chút.
Về phương pháp tổ chức sản xuất dây chuyền, các tổ chức sản xuất xây dựng thì chúng ta có cái khái niệm cái mình dung ra cái khái niệm là chúng ta có cái phương pháp tổ chức có thể là tuần tự đúng không ạ? Chúng ta thực hiện một các công việc gì chúng ta có thể làm tuần tự từ cái công việc này chuyển sang công việc khác hoặc là làm song song, các công việc có thể được triển khai cùng một lúc với nhau. Thế nhưng mà chúng ta có thêm một phương pháp dây chuyền là nó sẽ xen kẽ giữa cái song song và cái tuần tự đấy. Đúng không? Chúng ta không phải là làm tuần tự hoàn toàn, chúng ta cũng không phải làm song song hoàn toàn, mà chúng ta sẽ đan xen lẫn nhau đúng không? Cái công việc một làm được một phần thì cho công việc hai vào, cho công việc hai vào đúng không? Và cứ từng phần nó nối đuôi nhau như vậy thì nó gọi là cái phương pháp xây chuyển. Ưu nhược điểm của nó là cái gì thì tự các em hình dung, tự các em hiểu đúng không? Nhìn cái so sánh này là các em đã biết rồi, về thời gian, về chi phí nó khác nhau thế nào các em đã hiểu rồi. Thế thì trong trong thực tế, trong thực tế sản xuất thì chúng ta cũng toàn là chúng ta cũng có tổ chức dây chuyền rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái cách biểu diễn của nó không phải lúc nào cũng là xiên như thế này đúng không ạ? Biểu diễn của từ phương pháp này nó có thể là có xiên, có ngang, có mạng, chứ không phải là cứ phương pháp của tổ chức dây chuyền thì nó là xiên. Không phải là chúng ta cứ hiểu cứ nhìn thấy chân đầu xiên thì nó là dây chuyền, nó là đặc thù, nó là luôn luôn người ta hay sử dụng như vậy, nhưng không có nghĩa rằng sản xuất dây chuyền chỉ được phép thể hiện xiên là hai thứ hai đồ kia vẫn làm được. Nên chúng ta hiểu rằng đây là một phương pháp tổ chức sản xuất đúng không? Là đồ làm nối nối đuôi nhau đúng không ạ, làm nối đuôi nhau, không song song cũng không tuần tự mà nối đuôi nhau đó. Mà cái gì nó gọi là phương pháp tổ chức dây chuyền, thế thì các thông số của dây chuyền này các em phải nắm được đúng không? Thông số công nghệ, thông số không gian và thông số thời gian. Thông số công nghệ, đã nói về công nghệ thì chúng ta phải hiểu rằng nó là liên quan tới cái cách thực hiện của cái dự án này. Cái cách thực hiện dự án này chúng ta hiểu nó liên quan tới công việc này, khối lượng này, công việc này, nhân công này. Nhân công ở đây nó thể hiện qua khối lượng lao động đúng không? Và năng suất của dây chuyền. Có bốn cái thông số như vậy liên quan đến thông số công nghệ. Đúng không? Chúng ta sẽ phân chia dự án ra đa ba giai đoạn công việc, khối lượng công việc đấy như thế nào và nhân công yêu cầu là gì, là bao nhiêu, và cái năng suất của dây chuyền nó phải đảm bảo yêu cầu gì. Suất của dây chuyền ở đây thì hiểu rằng đấy là cái lượng sản phẩm làm ra nhé của một phân đoạn, từng phân đoạn một thì nó gọi là năng suất của dây chuyền. N với S, N là số công nhân đúng không? S là định mức lao động của công nhân, nếu một người công nhân ta làm được bao nhiêu sản phẩm. Thế thì khi mình nhân với số công nhân thì sẽ ra được số sản phẩm của dây chuyền đó. Vậy thì cái năng suất dây chuyền này về một nguyên tắc khi tổ chức các dây chuyền đấy thì y là nó phải giữ cố định đúng không? Nó phải không đổi. Thông số về không gian ở đây nó sẽ liên quan đến phân đợt, phân đoạn, vị trí công tác và tuyến, bởi vì khi tổ chức các dây chuyền và đặc biệt là thể hiện theo đầu xiên, chúng ta sẽ nhìn thấy các yếu thông số về không gian rất là rõ, có không gian và có thời gian giao hòa với nhau, cho nên là thể hiện được sự đầu xuyên với phương pháp này là hợp lý nhất. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy thông số về không gian đó. Thế thì cái vị trí công tác, tuyến công tác này, rồi là cái phân đoạn, để các em hiểu rằng là phân chia phân đoạn công tác, phân chia phân đoạn đảm bảo nguyên tắc gì thì phải nắm được. Cái thông số thời gian ở đây thì quan trọng thứ nhất của dây chuyền đó là thông số nhịp của dây chuyền là TDC. Gọi những cái này, các cái ký hiệu trong dây chuyền này các em phải nhớ hết mà không được quên. Đúng không? Nhịp của dây chuyền được định nghĩa là cái gì, khoảng nào được gọi là nhịp của dây chuyền, và tất nhiên là ký hiệu của nó là TDC. Và công thức của nó thì luôn luôn phải nhớ TDC bằng Q cho A được LI. Thế thì ở đây mình có thể hiểu rằng là thời gian thi công thì luôn luôn chúng ta lấy công lao động đúng không ạ, chia cho số người, thì đấy là cái mà dù là xác định trong cái phương pháp khi lập sơ đồ mạng hay sơ đồ ngang hay là phương pháp dây chuyền hay là phương pháp tổ chức song thì chúng ta đều định T như vậy cả. Nhưng ở đây riêng với dây chuyền thì chúng ta sẽ có hiểu đặc thù là TEZ, bởi vì nó liên quan tới ở trên phân đoạn Z và do dây chuyền Y thì gọi TEZ. Còn nếu một cái T nói chung nào đó, một công việc nào đó thì lấy Q chia cho A nhân N, I A nhân N
Đúng không? Thì tức là về công vận động chia cho cái số người đấy. Thì nhịp giữa chuyền là gì để hiểu môn chu kỳ, môn chu kỳ ca thì để áp dụng thì tính có thể thể hiện cái sự lặp đi lặp lại của nhiều dây chuyền, và nó dùng để tính công thức, đúng không? Sẽ định công thức theo công thức bước của dây chuyền. Bước dây chuyền là cái khoảng vào này, đúng không? K không là cái khoảng vào từ khi bắt đầu dây chuyền trước thì bắt đầu dây chuyền sau thì nó khoảng vào, đúng không? Rồi là thông số về thời gian là có cái gián đoạn kỹ thuật, gián đoạn tổ chức, các gián đoạn, rồi là thời hạn hoạt động của dây chuyền là các gián đoạn đấy. Thế thì đấy là các cái thông số của dây chuyền để nắm được, nhớ được ký hiệu cũng như nhớ được thông số. Còn sang cái nguyên tắc cơ bản của dây chuyền thì tức là chúng ta phải nhớ là cái đặc biệt quan trọng là cái nguyên tắc không chồng chéo. Thế nào là bị chồng chéo, đúng không? Dây chuyền làm việc điều hòa là như thế nào, liên tục là như thế nào, đúng không? Liên tục là chúng ta là một cái dây chuyền nó được làm việc liên tục hết phân đoạn này đến phân đoạn khác đến cuối cùng thì nó gọi là liên tục. Thì là liên tục. Nếu nó bị tắt quãng làm một phân đoạn xong nó phải nghỉ rồi nó mới làm thì lúc nó sẽ không liên tục nữa. Còn điều hòa, khi nó đến điều hòa chúng ta sẽ nghĩ các biểu đồ của đơn nguyên ở phía dưới trong điều hòa, đúng không? Còn về cái không chồng chéo tức là gì, không được phép có hai dây chuyền, tức là tính là hai tổ công nhân làm việc tại cùng một thời gian và cùng một thời điểm, cùng một thời gian và cùng một địa điểm thì đó gọi là chuẩn bị chồng chéo. Nếu như mà làm như vậy thì bị chồng chéo, đúng không? Tại một địa điểm một phân đoạn, tại địa điểm đấy sẽ hưởng cái phân đoạn thì chỉ có một tổ làm việc, tức là một dây chuyền làm việc thôi, hai dây chuyền làm việc là sẽ bị là sẽ bị chồng chéo ngay. Nên chúng ta gọi là không chồng chéo vì khi chúng ta cắt 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 qua một ngày, vẽ một đường lát cắt dọc, cắt qua một thời điểm và cắt qua hai dây chuyền thì đấy là bị được chồng chéo rồi, hai dây chuyền đã không làm việc đó. Ghép sát giới hạn, khái niệm ghép sát giới hạn, các em đã làm bài tập của người bên dây chuyền cơ rồi, không bị nhàng, đúng không? Ghép sát giới hạn tức là hai dây chuyền ghép với nhau mà giữa chúng nó, giữa hai dây chuyền đấy ở tất cả các phân đoạn chỉ được phép có gián đoạn kỹ thuật, không được có không có các gián đoạn không bắt buộc nào khác. Và chúng ta hiểu gián đoạn kỹ thuật và gián đoạn tổ chức là các gián đoạn bắt buộc và không bắt buộc, đúng không? Thế thì cái gián đoạn bắt buộc và gián đoạn kỹ thuật thì nếu như bắt buộc phải có thì nó khi hai dây chuyền ghép sát giới hạn, tức là giữa hai dây chuyền đấy ở tất cả các phân đoạn chỉ có gián đoạn kỹ thuật thôi, mà không phát sinh các gián đoạn khác hoặc không phát sinh các cái không có thêm nữa khác thì người ta gọi là rồi thể hiện trên sơ đồ. Đây tôi đã nói rồi, cái phương pháp tổ chức sản xuất dây chuyền nó có thể thể hiện một sơ đồ ngang. Ngoài chúng ta nhìn thấy sơ đồ ngang đây, đúng không? Chúng ta thấy là sau phân đoạn một, sau phân đoạn hai, sau phân đoạn ba, tức là không nhất thiết chúng ta phải xiên nó vẫn thể hiện sơ ngang được. Ngoại trừ đây chúng ta phải cắt cái công việc đó ra thành các phân đoạn, nó cho nó là nối các mối quan hệ lại với nhau. Còn xiên thì dễ rồi, đúng không? Xiên thì chúng ta học, xiên thì chúng ta hiểu rồi, nó sẽ còn mạng đây, đúng không? Sau phân đoạn 1 thì sau phân đoạn 2, sau phân đoạn 3, sau phân đoạn 4 là như thế nào, nó nối với nhau như thế nào, đúng không? Đó, thế thì như vậy các em thấy rằng là với một cái phương pháp của sản xuất dây chuyền này, hay là kể cả tuần tự hay kể cả song song thì nó đều thể hiện được bằng các dạng biểu đồ. Rồi, các bước làm dây chuyền tôi không nhắc lại về cái sơ đồ này nữa, đúng không? Cái này nó là như là nói như trong quá trình dạy giảng kỹ rồi, và ngoài ra thì các em làm đồ án, các em đã chính các em đã trải qua các bước làm rồi nên các em có chỉ làm đồ án là bổ trợ rất nhiều. Thi xong đồ án như thế này là đã rất là khá là thuận lợi cho các em rồi, đúng không? Là chúng ta làm đồ án xong, tôi biết rồi chúng ta phải làm các bước gì để ra được cái độ cuối cùng thì đấy chính là cái bước là cái độ phân loại dây chuyền. Thì nắm được dây chuyền thế nào là dây chuyền của chuyên môn hóa, dây chuyền bộ phận là cái dây chuyền đơn này, dây chuyền chuyên môn hóa này, công trình và liên hợp, và cái nhịp của nó có ba loại là nhịp nhàng, nhịp bộ và không nhịp nhàng đó. Thế thì chúng ta đây thực nghiệm chúng ta đây đã có rồi. Thế thì về cái liên quan tới từng cái dây chuyền một đó, từng loại dây chuyền một đó thì chúng ta có quy luật của từng dây chuyền một, nó sẽ có công thức, sẽ có công thức để thể hiện cái thời gian thi công,
nhịp của dây chuyền, thời gian thi công và các quy luật liên quan tới công nhân và khối lượng lao động đó. Thế thì người ta muốn cho dây chuyền nhịp nhàng thì điều kiện gì sẽ là sẽ điều kiện gì bắt buộc phải có khi mà muốn tổ chức sự kiện sẽ có dây chuyền nhịp nhàng đó. Thì chúng ta phải phải chúng ta phải nắm được đúng không? Tây gì tức là khi nói đến quy luật thì các em phải hiểu được là nhịp của nó bằng nhau hết trên các phân đoạn thì nó gọi là nhịp nhàng đúng không? Kẻ một đường như thế này và đây là dây chuyền đơn nhé, nó chỉ có một dây chuyền thôi. Và công thức tính thời gian thi công của nó là cái gì? Nếu như tương ứng với nhịp nhàng như thế này thì T đồng MK là xong đúng không ạ? Số phút đoạn như là chu mô chu kỳ là xong đúng không ạ? Còn k ở đây chính là bằng tây gì đó, khi mà nhịp nhàng anh lấy luôn chu kỳ bằng bằng nhịp luôn thì là sẽ bằng quy cho n đoạn a nhân với n, công thức mình đã nói lúc nãy rồi. Thì khi nào thì có thể nhịp nhàng được, khi nào thì nhịp nhàng được như thế này thì phải nắm được. Bạn muốn cho nhịp nhàng thì cần điều kiện là gì? Thì tất nhiên là khi mà quy bằng công xăng hoặc delta quy, hoặc delta quy lần sau ạ. Delta quy như thế nào nhỉ các em nhỉ? Khi nào được nhịp nhàng? Điều kiện nhịp nhàng là gì? Hello? Khái niệm cơ bản như vậy và quên sạch rồi á. Làm đồ án đúng như thế mới chả nhớ gì á. Chúng ta quy làm sao? Làm đồ án kỹ thuật thi công bộ, đồ án tổ chức rồi mà không trả lời được câu này thì các em sẽ đáng trượt hết. Không thi nổi nữa rồi. Ok, nhỏ hơn 20%. Lý do tại sao thật ra ở đây tôi sẽ không viết quy nữa, thời gian thật ra về bản chất khi nói đến quy á thì người ta nói đến v thì đúng hơn, người ta nói đến v thì đúng hơn. V là cái gì? V là cái gì? Biết đây là cái gì ạ? Khối lượng công việc ạ. Ok. Công việc, công việc. Chính xác. Khi khối lượng công việc của nó chênh nhau lớn thì nó không thể nhịp nhàng được. Như vậy điều kiện để nhịp nhàng là delta V phải nhỏ hơn 20%. Khi không nhịp nhàng là delta V lớn hơn 20%. Tại sao lại có cái điều kiện này? Thì các em cứ phân tích xem. Các em cứ phân tích xem tại sao lại phải có cái điều kiện này. Rồi, sang dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng. Thế nào là dây chuyền chuyên môn hóa? Nó là cái dây chuyền mà các nhịp của nó, các dây chuyền đơn song song với nhau, có nhịp giống nhau hết thì là dây chuyền chuyên môn hóa nhịp nhàng. Và định nghĩa thế nào là dây chuyền chuyên môn hóa thì nhớ ôn lại. Đúng không? Thế nào được gọi là dây chuyền chuyên môn hóa? Và khi mà thế nào là nhịp nhàng? Nhịp nhàng là tất cả các dây chuyền nó song song hết với nhau như vậy, có gián đoạn và không gián đoạn đấy, các cái đấy đấy nó gọi là quy luật của dây chuyền. Cái công thức tính chúng ta có công thức T bằng M cộng N trừ 1 nhân với K này, nó là công thức dành cho dây chuyền nhịp nhàng không gián đoạn. Nhịp nhàng còn nếu nó có gián đoạn nó sẽ tự chức nó sẽ ở đây đó.
Thì tại sao ta được công thức này? Tại sao là công thức này thì các em tự tìm hiểu nhá, tự tìm hiểu xem công thức này được diễn giải như thế nào. Rồi nhân lực của dây chuyền thành phần, cái này thì chả có gì cả, n chúng ta đã có t bằng q chia cho n thì n sẽ bằng q chia cho t thôi, thực ra cũng không có cái gì cả. Thế nhưng mà thực ra thì người ta không 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 đây là suy luận lại công thức, thì thực ra về bản chất về logic thì chúng ta phải có n từ t chứ không phải là tính n từ t, đúng không? Chúng ta có số công nhân thì chúng ta mới ra được thời gian thi công, và tất nhiên trong một số tình huống đặc thù khi mà chúng ta cố định cái thời gian thi công t thì chúng ta sẽ suy ra ngược ra lại là à vậy thì n nó bao nhiêu. Đó. Như vậy là n và t nó có một quan hệ với nhau, nếu có n thì sẽ ra tính được t, mà có t thì được n, còn n là cái gì, là nhân lực đúng không, số công nhân. Thế thì cái số công nhân mắc ở đây thì nó phải gửi đồ thì chúng ta biết số công nhân mắc đúng không ạ. Chúng ta có cái khái niệm về các giai đoạn phát triển của dây chuyền có T1, T2 và T3. Khi mà T2 là giai đoạn gì, nó có ý nghĩa như thế nào, thì ở đây chúng ta có công thức tính T2 đây, OA trừ OB, còn nhớ cái này không, T2 bằng M trừ N cộng 1 nhân với K và bằng OA trừ OB. Đó, đây là khi không gián đoạn, và khi có gián đoạn là công thức này. Đây là công thức chỉ áp dụng cho nhân nhịp nhàng thôi nhá, như trên môn hóa nhịp nhàng thì có không nhịp nhàng là không tính được. Thì T2 thể hiện cái gì, thể hiện sẽ là ổn định của dây chuyền, người ta luôn luôn muốn có T2 xương, cho nên người ta có cái điều kiện là m lớn hơn n cộng 1 đó. Nhưng mà tại sao lại là m lớn bằng n cộng 1, suy luận cái kiểu gì từ T2 xương mà ra được cái này, thì các em thử suy nghĩ xem đó. Tức là làm để cho dây chuyền hoạt động liên tục và ổn định thì m lớn bằng n cộng 1, mà chúng các em vẫn làm như vậy đúng không, các em vẫn chia cái khu, các em vẫn nói m lớn bằng n cộng 1. Vậy thì các em hãy thử phân tích xem là m lớn bằng n cộng 1 thì nó như tại sao nó lại có thể đảm bảo được tính liên tục và có T2 này. Rồi các chỉ số đánh giá dây chuyền này thì bài tập này rất là dễ, ta tự nêu hết đây rồi không nói lại nữa đúng không? Chúng ta có mấy cái loại dây chuyền như vậy, có dây chuyền nhịp nhàng như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, tôi sẽ không nói tiếp nữa, hôm nay dừng ở đây, về thứ bảy nó sẽ nói nó sẽ học tiếp. Nhưng mà tôi yêu cầu các em rằng tức là tôi sẽ review rất nhanh như vậy thôi về quản lý thuyết, có thể về bài tập tôi có thể giao bài tập cho các em để chữa lại, để các em nhớ lại dạng bài tập thì tôi vẫn sẽ chữa lại bài tập, nhưng mà lý thuyết tôi sẽ chỉ nói lướt như vậy thôi. Các em muốn hiểu sâu hơn thì các em phải tự học và các em đi hỏi lại xem chỗ này em đọc em vẫn không hiểu là cái gì, thì như vậy nó mới hiệu quả được. Còn nếu tôi nói lướt tôi chỉ nói như vậy thôi thì làm sao mà dạy hết được đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở dưới chương trình văn hóa nhìn nhàng, và từ nhịp bộ trở đi chúng ta sẽ học vào lần sau. Lần sau nửa buổi lần sau tôi cũng review hết toàn bộ lý thuyết, còn phần bài tập thì tất nhiên chúng ta cũng hoặc là buổi sau đến review trước, rồi 2 buổi sau nữa thì có bài tập, nó có 4 buổi rất là thoải mái thời gian đấy. Cô ơi, cô cho em xin kiểu em xin cái slide của cái môn này của anh học lớp được một trên cái slide của cô em Ok, qua. rồi tôi sẽ gửi cho em qua salon nhé. Tôi sẽ gửi qua salon cho em. Cô ơi, tại vì X10 bọn em vào sau ấy thì không biết cô đã nói về cái đề cương ôn thi hay chưa, thì cô có thể nếu mà cô chưa nói thì cô hoặc là cô nói rồi cô nói lại cho X10 bọn em vào sau một tí Không, thôi ạ. cái đề cương thì tôi chưa nói về đề cương, tôi chỉ nói vấn đề là lần này thi các em phải thi mở sách vở.
phe chiếm lĩnh vở sinh vở, cho nên là các em đề tự luận nó sẽ trải dài hết cả các chương, từ chương 1 đến chương đến hết phần tiến độ đến hết tổng một bảng, tiến độ một bảng đó. Thế nhưng mà vì các em được dở sách vở nên các em hoàn toàn từ tìm thông tin, cho nên là cái cách học của tự luận nó sẽ khác với cách học của cuộc. Các em phải hiểu sâu hơn vấn đề, thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tức là mở đã mở sách vở thì phải biết mình mở ở đâu và mình tìm thông tin ở chỗ nào. Chứ nó không đơn giản là tất nhiên vẫn có thể lọt vào những cái câu mà nó có những cái ý mà em có thể chép được hoàn toàn, và những ý đấy cái điểm nó thường sẽ thấp, trừ trường hợp khi em trả lời em không chỉ đơn giản là chép mà em phân tích được, em hiểu một thằng ý em phải phân tích được thì em sẽ được điểm cao hơn. Còn đừng như đơn giản em chép được slide và chép được sách thì đấy thì nó sẽ không tốt. Tất nhiên là tùy vào cái chất câu hỏi, những câu hỏi chỉ hỏi đơn giản, hỏi đúng như thế nào chắc đúng như thế thì không nói, còn những câu hỏi mang tính chất là tự luận hơn thì các em cần phải tự luận, cần phải phân tích, thì cái nếu mà gọi là nội dung đề cương nó sẽ trải dài cả chương trình, nó sẽ không có giới hạn gì cả. Nhưng tất nhiên là riêng phần tổ hợp bằng cái phần gọi là điện nước thì sẽ không 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 có câu hỏi được đấy, bởi vì là điện nước thì nó chuyên sâu về bên bộ kỹ thuật điện, thì bên nước chúng ta không 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 đi sâu vào đây. Nhưng mà các nội dung khác của bằng thì đều có cả, và toàn bộ tiến độ thì đều có cả. Các em phải hiểu sâu được các nội dung chính của các trường. Mở sách vở các em mở thoải mái, nhưng vấn đề là các em phải nói, các em thi 90 phút đầy 4 câu, 2 câu lý thuyết, 2 câu bài tập, 2 lý thuyết, 2 bài tập và 90 phút như cũ. Nhưng mà đề sẽ phải viết tự luận thì có thể sẽ nhiều ý hơn, dài hơn đó. Thế thì được. Và sau đó các em sẽ nộp lên CMS. Các em thi 90 phút xong các em sẽ nộp lên CMS bài thi của mình. Đó, đấy là cái cách thi tự luận. Và tất nhiên là sẽ có quy chế, sẽ có thông báo bộ môn hoặc là môn hay là giáo viên phải nói. Thì tức là các em sẽ phải online webcam và phòng học. Tức cái này tôi nghĩ cái này phòng đào tạo sẽ có các quy chế thi online phổ biến cho sinh viên hết rồi, chúng ta phải có đúng không ạ? Đấy. Thế thì đấy về cái đề, nội dung thì tức là sẽ trải dài hết và được phổ sức phẩm. Bài tập thì tôi sẽ ôn lại các dạng bài tập cho các em. Được. Và có thể có những dạng bài tập mới, gọi là mới nhưng mà nó vẫn dựa trên cơ sở cái cũ, nó không có gì khó khăn cả và phải hiểu. Nói chung là tóm lại là đã là tự luận thì yêu cầu phải hiểu, cho nên tôi yêu cầu các em muốn làm tự luận tốt thì các em không thể học thụ động được, các em không thể chờ cô phụ đạo xong rồi ở biết 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 thế xong rồi đến lúc đấy giờ một câu đi tìm có lẽ em sẽ làm kịp. Ít nhất là mình phải nắm được là cái chương trình học là về cái gì, nó các kiến thức nó nằm ở đâu, họ đấy là cái tối thiểu để ít nhất là giờ cho nó nhanh. Nhưng mà giờ nhanh đấy mới là một điều kiện nữa, sau đấy con phải phân tích tổng hợp được, hiểu được, bởi vì hiểu ở nhiều chỗ nên kiến thức nó liên kết vào với nhau đó. Thì chúng ta phải hiểu ở nhiều chỗ như chương trình thì chúng ta mới làm luận tốt được, chứ nó không như học thuộc được. Thì mỗi mỗi cái cách thi nó có một cái khó riêng, thế cho nên là tôi yêu cầu là muốn thi được các em về các em phải 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 ôn bài, thì ôn bài. Chứ còn nếu mà thụ động ngồi nghe như này nghe xong các em tôi sẽ thì vì tôi chỉ lướt lướt qua những ý chính chứ tôi có dạy cụ thể nó có cái gì hoặc là nói như thế nào đâu đó. Cho nên chúng ta cũng chỉ ôn độ 2 buổi lý thuyết thôi chứ chúng ta không ôn nhiều. Sau đấy thì là chúng ta cũng có 4 buổi nhưng không cần chút bài tập, thì muốn hiệu quả tốt nhất là các em xem và các em hỏi là thứ nhất rồi. Quá thắc mắc gì mà từ buổi hôm nay nữa không? Thứ bảy tiếp tục chúng ta tôi sẽ review lại tiếp từ cái nhịp bộ này trở đi. Đó, các em đọc trước đi, xem nó là cái gì, như thế nào, có vấn đề gì mà mình thắc mắc mình đọc mình không hiểu mình hỏi, đấy mới là hiệu quả. Hỏi cái hiệu quả. Ok, rồi thế mà chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng, gửi cho bọn em viết file sách lên Snap. Ok, tôi sẽ up file sách lên CMS. Ok. Rồi, chào cả lớp. Là cô ạ.